Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em tiếp tục lên cho các bác một số mặt hàng thang máy công nghiệp. Các bác nào mua hàng thì liên hệ qua Zalo cho em qua số điện thoại là 035 373 0000 các bác nhé. Các bác đăng ký kênh thì sẽ được bao ship với đơn hàng trên 150.000 các bác nhé. Các bác nhé, bỏ ra 3 giây nhấn vào nút đăng ký kênh thì sẽ được bao ship với đơn hàng trên 150.000. Rồi, em xin phép đi vào chi tiết từng sản phẩm hôm nay cho các bác nhé. Sản phẩm hôm nay là mã E01 này. Một con quạt tỏa nhiệt của Trung Quốc nhé. Quạt tỏa nhiệt của Trung Quốc này. Kích thước là 12 cm này, nhân 12 cm, và dày ở đây là 2,5 này. Nó dày là 2,5 cm các bác nhé. Quạt Sunon chuẩn chính hãng nhé. E01 có giá là 200.000 trên 4 cái nhé. 200.000 trên 4 cái này, hình thức rất là đẹp, bao hoạt động hoàn hảo cho các bác nhé. Các bác mua hàng bên em thì được kiểm tra hàng xong rồi thanh toán này. Kiểm tra hàng, các bác cần test hàng có thể yêu cầu bên giao hàng cho các bác test hàng nhé. Các bác được phép test hàng, kiểm tra đúng hàng rồi thanh toán này. Mã E01 có giá là 200.000 trên 4 cái nhé. Một con quạt tỏa nhiệt của Trung Quốc Sunon. Kích thước 12 x 12 và dày 2,5 cm. Tiếp theo một con quạt tỏa nhiệt của Trung Quốc nữa này. Có kích thước là 12 x 12 và dày là 4 cm các bác nhé. Dày 4 cm này. Con quạt này thì cũng như con quạt kia thôi, sử dụng điện 220V, công suất thì 13 đến 15W. Đều là quạt của Trung Quốc nhé. Thì con này nó khác hơn một chút này, dày hơn này, con này dày hơn này. Và con này có thêm một miếng miếng sắt để làm cover này. Các bác có thể khoan lỗ ốc ở đây để bắt vào đây hoặc là để đứng, để nó đứng được các bác nhé. Rất là hay, cái này các bác có thể để trên bàn được này, rất là tiện, quạt rất là mát này. Mã E02 có giá là 80.000 cho một cái nhé. Em cũng chỉ có khoảng 2-3 cái thôi. Tiếp theo hôm nay thì em còn mấy con AT 10A thôi các bác nhé. AT 10A này có giá 40.000 một cái, mã E03 này. Con AT này là AT Honeywell này, sản xuất tại Hàn Quốc các bác nhé, Made in Korea này. Dòng chịu tải của nó là 10A. Con này thì là con át chống chập thôi các bác nhé. Khi quá tải thì nó sẽ nhảy thôi. Xin lỗi các bác, chống quá tải chứ không phải chống chập đâu nhé. Nó chỉ có chống quá tải. Khi quá tải thì nó nhát nhé. 10A thì nó sử dụng được 2500W. Nên các bác sử dụng được những thiết bị rất là lớn. Đây, những con át này thì nó chỉ dùng cho những cái thanh cài như thế này rồi bác nhé. Chỉ dùng được cho những cái thanh cài như thế này. Và nó không thể bắt được trực tiếp vào vào tường hoặc là ổ cắm đâu. Nó chỉ dùng cho những thanh cài, và thanh cài sẽ bắt vào. Hình thức rất là mới, rất là đẹp nhé. Mã B03 có giá là 40.000 một cái này. Xin lỗi các bác, mã E03 có giá là 40.000 một cái nhé. Tiếp theo là mã E04 này. Hôm nay về được thêm 3 con át chống giật 40A của Schneider nữa này. 40A Schneider. Hàng sản xuất tại Trung Quốc nhé, át chống giật công suất 40A này, mà E04 có giá là 300.000 này, 300.000 đồng một cái nhé. Mã IC65ND40A này. Dòng rò ở đây là 30mA các bác nhé. Hàng của Schneider, sản xuất tại Trung Quốc này. Tiếp theo là vẫn về những con lọc nguồn 250V 50A này. Con này thì cho các bác sử dụng điện tổng gia đình này. Đầu vào thì các bác đấu R1T1 và đầu ra là R2T2 giúp em nhé. Con này được sơn màu đen, rất là đẹp. Sơn đen thì các bác sẽ không nhìn thấy được những vết ố, vết han đâu. Tổng chiều dài của con này 24cm này. Bề rộng ở đây là 12 và bề dày ở đây là 10 cm các bác nhé.
mã E05 này, công suất 50A này, sử dụng điện 250V nhé. Đó, có giá là 450.000 đồng. Rồi, tiếp theo mã E06 này. Mã E06 thì con này sử dụng điện 500V, công suất là 60A các bác nhé. Hàng cũng sản xuất tại Hàn Quốc này. Đó, có đầu in, đầu out ghi rõ ràng nhé. EMI filter RST, con này sử dụng điện 3 pha 500V nhé. Mã E06 có giá là 500.000 đồng này. Đó. Kích thước ở đây là 24cm này. Đây là cái đế các bác nhé. Cái đế dài 24, còn tổng chiều dài của nó này, đến cả cái cực là 28 này. Đó. Rộng là 12 và dày ở đây là 9cm này. Đó. Hình thức khá là mới, khá là đẹp nha các bác. Đó. Rồi, mã E06 giá là 500.000 trên một cái này. Tiếp theo là mã E07 này, vẫn về được những con lọc nguồn Phitronic của Hàn Quốc này. Đó, noise filter. Đó, nó lọc nguồn sử dụng điện là 250V nhé, công suất là 10A nhé. Đó, nó sử dụng được thiết bị là 2500W. Con này thì hàng của Hàn Quốc nhưng công ty đặt ở Việt Nam lắp ráp các bác nhé. Đấy, công suất là 10A, hàng rất là đẹp. Đó. Chiều dài của nó là 9cm này, chiều rộng là 5cm và bề dày của nó là 3,5cm nhé. Hàng đẹp như mới luôn. Đó. Bao chất lượng đầu ra luôn cho các bác test hàng luôn. Mã E07 có giá là 100.000 đồng cho một cái này. Đó. Tiếp theo là mã E08 này. E08 là điện 1 pha 250V, công suất là 30A các bác nhé. Đó, 30A này. Mã E08 có giá là 450.000 đồng. Đó. Con này thì hai đầu dây thì nó lại còn dư ra hai đầu dây này. Đó. Hàng rất là đẹp. Hầu như đều là hàng tuyển, hàng đẹp các bác nhé. Đó, các bác mua hàng thì có thể liên hệ cho em qua số Zalo là 035 373 0000 các bác nhé. Và các bác đăng ký kênh thì sẽ được báo ship cho những đơn hàng có giá trị trên 150.000 đồng. Đó, các bác chỉ mất có vài giây thôi, các bác nhấn nút đăng ký giúp em với ạ. Ok, tổng chiều dài của con này là 17cm này, rộng là 10cm và dày ở đây là 5cm nhé. Nó có độ dày là 5cm này. Đó, hàng sản xuất tại Hàn Quốc, 1 pha 250V 30A các bác nhé. Mã E08 này có giá là 450.000 đồng. Đó, các bác mua hàng thì chụp ảnh gửi Zalo cho em. Rồi, tiếp theo là mã E09 này. Mã E09 ở đây thì em về vài thanh nhôm định hình rất là đẹp này. Đó, hàng tháo máy nhưng mà những con này thì không bị ném cong vây. Đó. Mã E09 có giá là 80.000 một cặp này nhá. Một cặp này có giá 80.000 này. Đó, tổng chiều dài của nó là 44cm này. Rộng là 4 và dày là 2 này. Đó, rộng 4, dày và 2. Ở mỗi cạnh này, ở đây có hai lỗ này, ở giữa cũng hai lỗ và ở đầu cũng có hai lỗ nhá. Đó. Đấy, hình thức khá là đẹp cho các bác. Em có 3 cặp thôi, mà E09 có giá là 80.000 một cặp này. Đó. Tiếp theo là mã E10 có giá là 30.000 một thanh này. Đây là những thanh cày át nhé, thanh cày át trên tủ nhé. Đó, thanh cày át cho các bác bắt vào tủ hoặc là bắt những con át có thanh cày ấy. Đây, tổng chiều dài của nó là 47cm nhé. Rộng là 3,5 này. Đó. Và bề dày của con này thì là 15mm nhé. À, xin lỗi các bác ạ. Con này là 1,5mm nhá, chứ không phải là 15. Đó. Ở con át này thì cài những thanh át này này. Nó dùng để cài những con át nhé. Các bác bắt vít vào tủ này, hoặc vào tường này. Các bác bấm xuống này là các bác cài được át này. Đó. Đó. Hoặc là những con át như thế này.
ngọn áp như thế này thì các bác cũng tương tự nhé. Đấy, đấy, cài được nha, rất là chắc chắn, không bị rơi nhé. Đây, hoặc là à con này thì không phải đâu. Ok, nó chỉ những con át như thế này các bác nhé. Đó. Rồi. Mã E10 có giá là 30.000 một thanh nhé. Kích thước là dài là 47 các bác nhé. Rộng là 3,5 cm, 47 cm, rộng 3,5 cm. E10 có giá là 30.000 đồng một cái này. Rồi, mã E11 này có giá là 20.000 đồng một thanh này. Đó, con này ngắn hơn nhé, kích thước thì y hệt thôi. Con này ngắn chỉ có khoảng là 38 cm thôi, 38 cm các bác nhé. Mã E11 này, kích thước thì y hệt, có giá là 25.000 đồng. Rồi, loại này thì ngắn hơn một chút nữa này. Mã E12 có giá 15.000 đồng này. Đấy, tổng chiều dài của nó là khoảng 26-27 cm này, 26-27 cm này. Đối với những con át này 26-27 cm thì các bác có thể cài được đến tầm 2, 4, 6, 7 con nhé. Những con át như thế này các bác dùng được 7 con át nhé. Còn những cái thanh này này nó chỉ giá có 15.000 đồng thôi. Các bác ra tiệm tạp hóa thì còn những con này người ta những cái đoạn ngắn như thế này họ vẫn lấy các bác khoảng 30.000 đồng nhé. Đó. Mã E12 có giá là 15.000 đồng các bác nhé. Rồi, tiếp theo ở đây thì em có một bộ cân lực hàn xeo pin này. Bộ cân lực hàn xeo pin xoay, gọi là dạng xoay các bác nhé, dạng xoay. Đó. Ở đây thì nó có mặt bắt motor 42 này và kèm khớp nối này. Đó. Thì ở đây thì em có sẵn một con motor thì em lắp lại cho các bác nhé. Con này thì em không bán, con này nó bị lỗi rồi, nó ghi LG là bị lỗi rồi các bác nhé. Đấy. Đây, khi các bác cắn motor vào nó sẽ như thế này. Đó. Con này nó sẽ xoay nhá, trụ xoay này để các bác hàn xeo pin xoay này. Đó. Đó, kích thước cắn vừa luôn, con kích thước là 42XL nhé các bác. Đó, motor 42XL này. Kể những con EG màu đỏ hoặc là con sở tép đều gắn vừa con 42 các bác nhé. Đấy. Tổng chiều dài ở đây là 19,5 cm này. Rộng ở đây là 5,5 nhé. Đó. Và nó dày ở đây là 5 cm này. Đó. Các bác có thể bắt 4 cái lỗ này. Hoặc đây, ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6 lỗ. Để các bác bắt vào trục Z của các bác nhé. Đó. Rồi. Hàn xeo xoay rất là đẹp. Mã E38 có giá là 2.300.000 đồng một bộ nhé. Đó. Tiếp theo lên cho các bác một bộ 4 chân, một bộ chân thép này, 4 chân này, có giá là 230.000 đồng một bộ này. Đó, chân này thì cho các bác sử dụng về làm chân máy, chân thiết bị, đó, rất là bền các bác nhé. Tổng chiều dài là 18 cm này. Bề rộng chân đế là 8 cm và đường kính chân đế là 1,5 cm nhé. Đó, một bộ gồm 4 chân này, mã E13 này, có giá là 230.000 đồng các bác nhé. Đó, E13 có giá là 230.000 đồng. Tiếp theo là một bộ 5 ke góc này, vẫn về rất là nhiều hàng cho các bác nhé. Đó, mã E14 có giá là 150.000 đồng trên 5 cái nhé. Đó, ke góc hình vuông, kích thước là 7,8 này nhân với là 7 cm này. Đó, hai mặt thì kích thước đều như nhau nhé, hai mặt kích thước đều như nhau. Ke góc vuông cho các bác này, hình thức rất là đẹp. Đó, ke rất là ok nhé, bao vuông chuẩn vuông đét 90 độ cho các bác nhé. Rồi, mã E14 có giá là 150.000 đồng trên 5 cái này. Đó. Rồi, mã E15 này, E15 này có giá là 100.000 đồng cho một cái nhé. Những cục nhôm tỏa nhiệt này, cục nhôm cho các bác bắt những con IC vào đây rồi để lắp cái quạt vào đây, nó tỏa nhiệt rất là ok nhé. Đó. E15 có giá là 100.000 đồng trên một cục này này, em có hai cục. Đó.
Kích thước dài là 10cm này, rộng là 8cm và dày là 8cm này. Đó, khá là đẹp nhé. Mã E15 có giá là 100.000 đồng trên một bộ này. À, một cái chứ. Xin lỗi các bác nhé. Tiếp tục là mã E16 có giá là 160.000 đồng cho một tấm này, tấm nhôm này. Tấm nhôm kích thước có chiều dài là 35,5cm nhé, 35,5cm. Bề rộng ở đây là 21,5 này. Và bề dày ở đây là 1,3cm. À, xin lỗi các bác nhé. Có chiều dày là 0,8cm nhé. Đó, nó chiều dày là 0,8. Ở giữa thì nó có 3 cái lỗ này. 3 cái lỗ thì kích thước là 9,5 nhân với 8 này. Kích thước đều như nhau các bác nhé, 9,5 nhân với 8 nhé. Đó, mã E16 này có giá là 160.000 đồng trên một tấm này. Đó, hàng tháo máy thì tất nhiên là nó có những cái lỗ để người ta đã khoan sẵn để bắt các thiết bị rồi, về mình có thể tận dụng nhé. Tiếp theo mã E17 có giá là 200.000 đồng này. Kích thước tổng chiều dài là 25cm này, rộng 18cm và dày ở đây là 0,5 này. Hình thức thì có 4 lỗ to nhất ở bên này, còn ở đây là những cái lỗ nhỏ thì nó không đáng kể các bác nhé. Đó, hình thức khá là đẹp này. Đấy, tổng chiều dài là 25cm này, rộng là 18 này và dày là 0,5 nhé. Mã E17 có giá là 200.000 đồng nhé. Tiếp theo là mã E18 cũng có giá là 200.000 đồng các bác này. Con này thì dài 32cm này. Đó, rộng là 20cm và dày là 0,5cm các bác nhé. Đó. Xin lỗi các bác, con này là dày 35 chứ không phải là 25 nhé các bác. Đây, nó dài 35. Đó, em ghi hơi nhầm một chút là 25 nhé, nhưng mà nó dài thực chất là 35 này. Đó. Rồi, hình thức con tấm này thì nó cũng ok nha các bác, có một vài vết xước nhỏ nhỏ ở đây. Mã E18 này có giá là xin lỗi các bác. E18 có giá là 200.000 đồng này. Tiếp theo là mã E19 các bác nhé. Mã E19 là một cái hộp inox này. Một hộp inox này là các bác về có thể làm những cái tháp lọc này, tháp lọc khí, tháp lọc cho những bể cá của các bác nhé, tháp lọc nước bể cá nhé. Đấy, hai đầu thì có ống này, ống cong này. Các bác có thể tháo bốn ốc này ra để các bác điều chỉnh các hướng nhé, xoay sang bên này, xoay bốn góc đều được các bác nhé. Ở các khớp nối đều có, tất cả đều có gioăng chống nước này. Xin lỗi các bác, chống rò nhé, gioăng rất là kín để chống rò nhé, kể cả trên này nữa. Đó, các bác về có thể làm những thiết bị khác ngoài những cái thiết bị lọc nhé. Đó, hình thức là inox này, rất là sáng, rất là đẹp này. Đó, bên trong thì nó gồm một cái tháp than hoạt tính các bác nhé. Đó, tổng chiều dài tháp ở đây là 25,5 này, rộng là 19cm các bác nhé. Nó ở đây nó cao là 17cm này. Đó, còn tổng chiều dài đến cả hai cái đầu ống này, tổng chiều dài cả hai đầu ống là lên tận là 48cm các bác nhé. Đó, ở đây thì dưới đế thì có bốn cái chân này cho các bác bắt, bốn chân cho các bác bắt xuống mặt bàn, mặt sàn thì các bác này. Đó. Rồi, mã E19 này có giá là 850.000 đồng nhé. Đó, 850.000 đồng. Rồi, tiếp theo là cái mã E20 này cũng có giá là 850.000 đồng các bác nhé. Đây thì là một cái thùng bằng inox.
bên trên có hai cái lỗ này và một cái lưới này, lỗ tròn và một lưới nhá. Nắp thì các bác có 4 quai, à trên lỗ các bác có 3 quai này. Một quai ở đây, một quai ở đây và một quai ở đây nhá. Đó. Thì các bác quai thì các bác chỉ cần gạt lên và gạt xuống như thế này thì là nó sẽ cố định lại được cái nắp. Đó. Ở bên trong cũng là một cái lồng bằng thép, bằng inox đó các bác. Đó, lồng này cũng là bằng inox này. Đó, lồng này bằng inox, bằng lưới inox nữa các bác nhé. Đó, các bác có thể về tận dụng này. Còn dưới đáy của nó thì là thủng này. Đó, để nó để cái lồng rồi các bác. Rồi, ở đây có tổng bề rộng này, đường kính của nó là 25cm này. Và chiều cao là 29cm này, chưa tính là nắp nữa các bác nhé. Đó. Đây, em đẩy nắp vào. Đây, nắp rất là chắc chắn nhé. Đây, tính cả nắp thì tổng chiều cao của nó là 30cm tròn các bác nhé. À, ngoài ra thì nó có hai tay sách hai bên nữa này. Hai tay sách hai bên cho các bác sách này này. Đó. Mã E20 ở đây có giá là 850.000 đồng một thùng này nha các bác. Rồi, tiếp theo là em có những bộ chân xoay này. Xoay bằng pulley ở đây các bác nhé. Xoay bằng dây đai này. Đó. Ở trong thì có một vòng bi này. Đó, và một pulley, à một cái pulley chạy bằng dây đai này. Các bác về có thể gắn một con motor ở đây. Xoay. Đó. Ở bên trên là một cái mặt nhôm xoay này, có kích thước là 12,5 nhân với 10,5 cm này. Các bác có thể xoay hoặc các bác có thể để những cái thiết bị gì ở đây. Làm một con motor bé bé. Xoay ở đây cũng được nha các bác. Đó. Để cho nó xoay từ từ cũng được. Đó. Kích thước chân ở bên dưới này có kích thước là 8,5 nhân với là 8,5 luôn các bác nhé. Tổng chiều cao ở đây là 15cm. Đó. Mã E21 có giá là 280.000 đồng cho một cái này nhé. Đó, một cái dây đai này. Đó. Một bộ pulley này. Và một hệ thống xoay này. Đó, 4 chân này. Nhìn chân rất là đẹp. Đó. Mã E21 có giá là 280.000 đồng cho một cái này. Rồi, tiếp theo mã E22, những con tiêu âm giảm tiếng ồn cho khí nén xả ra ngoài các bác nhé. Rồi, tổng chiều dài của nó là 12cm này. Đường kính ở đây là 6cm nhé. Đường kính là 6cm. Đó, có tai bắt này. Khớp nối ống mềm là ống 8 này. Ống TO gọi là ống TO ống 8 đấy. Đó, hàng này thì là hàng sản xuất tại Nhật Bản các bác nhé. Đây, Made in Japan này. Sản xuất tại Nhật Bản này. Đó. Nó chịu được là 1 MPa nhé. Đó. Áp suất khí rất là lớn. Đó, hình thức cũng khá là đẹp các bác ơi. Mã E22 có giá là 70.000 đồng một cái này. Rồi, tiếp theo mã E23 có giá là 170.000 đồng một cái này. Đây là một con ổ cắm này, ổ cắm dây này khá là dài các bác nhé. Con này dài khoảng 3-4 mét dây. Đó, ổ cắm Hàn Quốc này, tháo máy hàng có xước sát một tí này. Đây các bác nhìn kỹ video nhé, xước sát này. Đó, đây này xước này, móp, đây các bác nhìn thấy hơi móp một chút nhé. Đó, bị xước vào vỏ nhé. Đó, bên trên thì cũng bị xước này. Nhưng dây được lại, dây của nó rất là dài, dây nguyên của nó nhé, dây zin của nó nhé. Đấy, gồm 4 ổ cắm công tắc này, sử dụng 3200W này, tổng 2200W các bác nhé, 3000 đến 3500W nhé các bác. Đấy, một công tắc tổng và 4 công tắc cho từng ổ cắm này, dây dài khoảng trên 3 mét này. Mã E23 có giá là 170.000 đồng này. Tiếp theo là mã E24 này có giá 100.000 đồng một cái này.
Đây là thêm một cái ổ cắm này. Ổ cắm này cũng chịu được 3000 W trở lên các bác nhé. Từ 3000 đến 3500 W. Đấy, có một công tắc tổng thôi. Công tắc này thì có đèn báo và bốn ổ cắm. Các bác lưu ý bốn ổ cắm này thì sử dụng ổ cắm chân tròn nhé, chân tròn như chân này này. Đó, còn các bác như sử dụng những cái chân tròn của cái quạt Trung Quốc thì nó rất lỏng lẻo nhá. Những cái quạt chân chuẩn của nó cắm rất chắc chắn luôn. Đó. Đó. Ở đây thì lại có chân tiếp địa các bác này. Ở đây có chân tiếp địa nhá. Đó, xung quanh thì có chân tiếp địa nữa này. Ổ cắm thì ổ cắm đúc này. Công suất là 16A 250V nhá. Đó. Mã E24 có giá là 100.000 đồng cho một cái. Rồi tiếp theo là mã E25 này, dây bị cắt ngắn nha các bác, dây khoảng 1 mét thôi. Dây dài khoảng 1 mét, dây bị cắt ngắn này. Cũng là một công tắc tổng này và bốn công tắc cho từng ổ cắm có đèn hết nhá. 1 2 3 4. Rồi, hình thức cũng rất là đẹp. Mã E25 có giá là 100.000 đồng này, dây ngắn khoảng 1 mét lại nha các bác. Mã E26 là 110.000 đồng các bác nhé. Đó. Đây, hình thức nó như thế này này. Đó, các ổ cắm thì chức năng nó giống nhau thôi. Và mẫu mã nó khác nhau một chút thì các bác thích mẫu nào thì chụp ảnh gửi Zalo cho em nhé. Tiếp theo là mã E27 có giá là 200.000 đồng trên một cặp này, là hai cái này. Một cặp đèn sử dụng điện 220V nhá, công suất thì ở đây nó không ghi. Đó, hàng Quilai của Korea này. Đó. Hàng này thì các bác về thắp cho những cái tủ điện rất là đẹp nhá. Đó, còn để thắp sáng như bình thường thì các bác ra tiệm điện nước các bác mua những cái bóng có giá là 100.000 đồng thì các bác xài những cái bóng đấy cho nó sáng nhé. Đó, công suất đơn hơn. Những cái bóng LED này của Hàn Quốc chỉ thắp cho những cái tủ điện để tiện lợi bên trong tủ điện nhé. Đó. Mã E27 này có giá là 200.000 đồng trên một cặp này. Tổng chiều dài của nó là 30cm này. Rộng là 3,5cm này. Và dày ở đây là 2cm này. Đó. Các bác lưu ý ánh sáng màu trắng nhé, tất cả đèn thì ánh sáng màu trắng. Tiếp theo là mã E28 này có giá là 200.000 đồng trên hai cái này này. Đó. Đấy, một cặp đèn này cũng sản xuất tại Hàn Quốc các bác nhá, sử dụng điện 100 đến 220V. Đó. Công suất thì khoảng 15-20W các bác nhá. Tổng chiều dài của nó là 26,5 này, rộng là 3,5 và dày ở đây là 3 cm. 3 cm các bác nhé. Đó, hàng đã test sống ok. Bao sống bao test luôn cho các bác, điện 220V các bác có thể đấu hai đầu ở đây thôi là nó sáng rồi. Mã E28 này giá 200.000 đồng trên hai cái này, ánh sáng màu trắng các bác lưu ý nhé, ánh sáng màu trắng. Tiếp theo là mã E29 có giá là 70.000 đồng một cái này. Đây là những con nút nhấn khẩn cấp nhé. Nút nhấn khẩn cấp này, stop này, mở ra này, xoáy là các bác mở ra nhé. Đó. Ở đây thì công suất sử dụng điện 240V thì là 3A. 3A thì nó sử dụng được là khoảng là 600W các bác nhé. Và 120V thì nó sử dụng được là 10A. Đó. Mà E29 có giá là 70.000 đồng một cái này. Đường kính của nó là 10cm các bác nhé. Và chiều dày của nó là 8cm. Ở đây thì chỉ có vặn ốc này cho các bác bắt này. Đó, vặn bằng nhựa rất là tiện lợi nhé. Đây, các bác thấy ôm rôn ghi chìm này, rất là đẹp. Mà E29 có giá là 70.000 đồng một cái các bác nhé. Tiếp theo lại về cho các bác những con lọc E30 này, có giá là 380.000 đồng nhé. Con lọc này là con lọc SMC của Hàn Quốc, của Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Tổng chiều dài của nó là 24cm này,
rộng là 22 cm này. Đó. Con lọc này thì có khóa nhanh này, khóa hơi nhanh này. Và ở đây là có đồng hồ điện tử SMC nhá, đồng hồ điện tử hiển thị áp suất nhá. Ở đây ống khí đầu vào sử dụng ống 12 này, khớp nối nhanh nhá. Và ống đầu ra là ở đây là cũng 12 các bác nhá. Ống ra cũng 12. Đấy, có tai bắt đầy đủ này. Mã E30 có giá là 380.000 đồng các bác. Rồi, một con E31 này. Con này nhỏ hơn một chút này. Có chiều dài là 20 này, chiều rộng là 12 các bác nhé. Đấy, đồng hồ thì là của Panasonic này. Đấy, có đầy đủ tai bắt, dây điện và khớp và tay áp điều chỉnh các bác nhé. Mã E31 có giá là 250.000 đồng một cái này. Tiếp theo lên cho bác mã E32 có giá là 150.000 đồng trên 4 cái này. Nhặt được những cái khớp cái cầu đấu này, domino, người ta gọi là domino, cầu đấu đối điện này. Đấy, công suất là 30A trên một cầu này, một tiếp điểm này là sử dụng được 30A nhé. Công suất là 30A này, 35A sử dụng điện 220V thì các bác sử dụng được 6.000W trên một cục này. Ở đây có mỗi cái là có 3 tiếp điểm này. Đây các bác nhìn thấy đồng vàng không? Rất là dày nhé. Mã E32 có giá là 150.000 đồng trên 4 cái này. Tổng chiều dài là 6 này và chiều rộng là 3,5 cm này. Đó. Con này là 3,2, xin lỗi các bác, 3,2 cm nhé. Đó, dày ở đây là 2 cm này. E32 có giá là 150.000 đồng trên 4 cái này. Rồi tiếp theo em có hai cái cầu đấu rất là lớn này. Đấy, domino cầu đấu điện rất là lớn này, mỗi cực chịu lại tải 60A nhé, 60A này. Đây nó ghi 60A này. Đó, hàng made in Korea, in dập nổi. Đấy, tiếp điểm bằng đồng rất là dày, rất là chắc chắn nhé. Đây các bác thấy không? Kích thước tổng chiều dài là 11 cm này, rộng là 4 này và dày ở đây là 3,2 này. Đó, mã E33 có giá là 200.000 đồng một cặp này nhé. Tiếp theo là mã E34 có giá là 450.000 đồng một cái này. Đây là những con nguồn tổ ong của Panasonic sản xuất tại Hàn Quốc này. Điện đầu vào là 100-240V này và điện đầu ra là 24V DC, công suất là 13A. Đó. Tổng chiều dài ở đây là 20,5 này. Rộng là 10 này và dày ở đây là 5 cm này. Những con quạt này thì nó là quạt tản nhiệt nhưng mà nó kêu rất là lớn nhá. Đó. Nó thổi rất là lớn này, các bác thấy nhìn nhận con cuộn của nó rất là to này. Đó. Đây, đấu điện đầu vào thì các bác đấu vào chữ L và N nhé. Đó, điện đầu ra là V trừ và V cộng. Công suất là 13A, điện 24V. Rồi, tiếp theo về được một con nguồn 12V 52A sản xuất tại Philippines này. Vẫn sử dụng điện là 100-240V và điện đầu ra là 12V 52A các bác nhé. Đó, hình thức rất là đẹp này. Đó, con này thì có thêm một cái tấm nhôm ở đây cho các bác bắt vào tường nhé. Đó, bắt bốn ốc này vào tường rất là đẹp. Mã E35 vẫn có giá là 650.000 đồng nhé. 650.000 đồng các bác nhé. Đó, hàng đẹp như mới. Tiếp theo là mã E36 có giá là 350.000 đồng này. Những con nguồn màu xanh của Manuel nhé. Sử dụng điện 100-240V nhé. Điện đầu ra là 24V DC 5A này. Có giá là 350.000 đồng một cái này, E36 này. Những con nguồn này thì cũng con nguồn Manuel này. Công ty thì nó đặt ở Trung Quốc hết rồi các bác nhé. Nên nó sản xuất ở Trung Quốc. Trụ sở chính của nó thì là ở Đài Loan. Nhưng mà những công ty mà sản xuất để lắp ráp ra thì nó đặt ở Trung Quốc. Đó. Màu xanh rất là đẹp các bác nhé, các bác nhìn thấy ạ. Và con này thì sử dụng những cái thanh cài để cài vào tủ nhé. Đấy. Đây, nó sử dụng những cái thanh cài như thế này nhé. Đó. Đấy, các bác thấy chưa? Rất là chắc chắn nhé. Đây, các bác muốn tháo ra thì các bác nhấc ra
nó sẽ rơi ra thôi. Đấy, lôi cái bên dưới này hoặc lấy cái tu vít các bác chọc bẫy phát là nó ra thôi. Mã E36 có giá là 350.000 đồng các bác nhé. Tiếp theo mã E37 có giá là 250.000 đồng này. Đây là những con nguồn 12V DC 10A, công suất là 10A các bác nhé. 12V DC 10A thì sử dụng 100W này. Đó. Điện đầu vào cũng là 100 đến 240V và điện đầu ra là 12V DC 10A. Đó. Nguồn này thì cũng của Meanwell, sản xuất tại Trung Quốc, hàng rất là đẹp. Màu xanh rất là lạ, rất là đẹp mắt các bác nhé. Đấy. Hàng quá là chất lượng. Giá là 250.000 đồng một cái nguồn 12V 10A các bác nhé. Rồi, các bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh nhé. Các bác đăng ký kênh rồi thì inbox mua hàng qua Zalo 0353730000 giúp em nhé. Các bác mua hàng thì sẽ được khuyến mãi bao ship với đơn hàng trên 150.000 đồng. Rồi, hôm nay thì xin phép lên cho các bác một số sản phẩm hàng thao máy. Xin phép kết thúc video tại đây. Chúc các bác có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.